Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ý đúng, mỗi tội... Nhưng mà đứa đầu xì... Đấy là đứa thứ hai đấy. Đứa thứ hai hay ở đúng không? Hay gì đúng không? Hay bán nước. Đó, hay gì đúng không? Hay để ba. Hay để ba, đứa này một cục quay. Hơn bao nhiêu? Hả? Hơn ai? Đứa này một cục quay. Hơn anh một tuổi. 2024 được à? Anh bao nhiêu? 2024. Ô 2004 là già. Ô 2004. Có 2006 đâu. Anh nhớ chú lớp 4 lớp 5 nghịch quán nó ở. Nó chú lớp phát xuống lớp 1. Đúng không? Lớp 4 lớp 5 nghịch quán nó chú lớp phát xuống lớp 1 đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nữa. Như vậy là mình đã tô màu xong.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ một trăm không dính túi. Mà đây kia cô đi xe nói nhiều quá. Nhưng mà nói như cái từ đấy là em nghe thấy rồi, không biết là cái này của em nó có nguyên tâm không đấy. Chắc chắn nó sẽ có. Còn nó bị ăn dại không thì không biết được. Hôm nay mình sẽ đi toàn mỏi như các bạn. Cầm từ bay khô đồ rất là khô. Cầm 12, 13. Đi ngủ đi. Đúng rồi, bao giờ có tiền mới gặp vấn đề. Đúng hơn là like, đăng ký và bật chuông. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người. Con này bảo anh tuyết cho làm chân phục vụ của một bên kia. Đấy, cả bên kia đi. Chưa có bán nữa đâu. Không bán nè. Anh nghỉ đâu. Anh thấy hợp lý không? Tại chưa bán hay anh kệ hai chỗ này. Khi thấy con ghế thì không bán. Không bán nữa, không bán nữa. Thằng Hoành đâu ơ. Đấy. Muốn bị bắt đấy. Thì ở con tin tút đấy. Con bị ta bố nó bị bắt à. Con tin tút cả thương nữa. Nó còn hay để bán chứ.
bỏng chưa? Như vậy là mình đã tốt xong.